con xin mời cô chú anh chị em đứng lên mình đọc kinh cho Đức Mẹ ha. Nhân anh cha và con và thánh thần, amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha ca sáng, được cha tỳ đến, ni cha thấy hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con. Chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho đời chúng con sợ chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con do khó sự việc. Kính mừng Maria, đời ơn phú đôi Chúa Trời ở cùng bà. Con phước bà ơn mọi người nữ là Giêsu con lòng bà gồm phước là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Kính mừng Maria, đời ơn phú đôi Chúa Trời ở cùng bà. Mà con phước bà ơn mọi người nữ là Giêsu con lòng bà gồm phước là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội này là trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn phú đôi Chúa Trời ở cùng bà, mà có phước báu mọi người nữ là Giêsu con lòng bà gồm phước là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này là trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Giờ chúng ta căn bản cho nhạc Đức Mẹ ha. Thank you.
Con xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô bác anh chị em đọc mấy kinh cho với Đức Mẹ và mình ca một bản. Con mời cô bác anh chị em mình ngồi xuống, con nói mấy tiếng về mẹ Maria. Xin cho đồng hỏa tay ha. Cô bác anh chị em mình khỏe không? Xin thưa quý ông bà cô bác anh chị em, hôm nay mình rất vui mừng khi có 6 người cô bác anh chị em được ra diễn lành tính trong hôm nay. Không biết ngồi ở đâu người ta giơ tay lên thử coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trời ơi, ra diễn lành tính, đáng lẽ người ta phải cưng với ngồi trước chứ ngồi lúc dưới. Thôi để lát xuống kia ngồi ở trên trước ha. Hết sức là con cưng của con cái của Đức Mẹ và của Chúa mới được lành tính. Chứ ung thư khó lành tính lắm. Ung thư mà mình giai đoạn 1, 2 thì còn đỡ, mà nó lên tới 5, 6 rồi là khó bao giờ ngồi đây mà hát kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông. Và tất cả những nhà thờ bên Mỹ hầu như là 90% trở lên, mỗi khi tháng 5 và tháng 10 kiểu Đức Mẹ, điều đầu tiên nhất là hát cái bản này trước. Tại vì con là ở trong đó mà thể con tới là mấy ổng bắt con đẩy Đức Mẹ và đẩy Đức Mẹ kiểu vòng vòng nhà thờ đó. Cho nên con nói lại là nơi này điều hôm nay là mình mừng kính Đức Mẹ hồng xác lên trời, hết sức là lễ trọng của đạo Công giáo chúng ta. Xin cho đồng phó tay quý vị ha. Hôm nay chúng ta đứng đây có ông bà cô bác anh chị em, những người nuôi bệnh cũng như những người bệnh nhân và đội y bác sĩ của chúng ta hôm nay ở đây. Thì mình tạ ơn Đức Mẹ là đã có 6 người anh chị em đi được lành tính, trở về nhiễm ngưỡng bình thường, trở về quê nhà. Thì chúng ta cảm tạ ơn Đức Mẹ vì ngày hôm nay hồng xác mẹ lên trời. Mỗi ngày chúng ta đọc kinh cầu xin Chúa, cầu xin Đức Mẹ để ban cho chúng ta những gì bệnh tật trong suốt thời gian qua và trong cuộc đời của chúng ta. Khi gặp khó khăn, khi đau khổ, khi nghèo đói, chúng ta chạy đến cầu xin mẹ. Đó thì hôm nay chúng ta đã vượt qua trong những 6 người này, và mình tiếp tục cầu xin mẹ ban ơn cho chúng ta, nối gót theo chân mẹ, để chúng ta còn lại những người ngồi tại đây được mau lành sớm trở về quê hương giống như 6 người anh chú, cô bác, anh chị em trong ngày hôm nay. Thì để nói lại tại sao mình đọc kinh ở đây, thì ở đây có tượng Đức Mẹ, mà tượng Đức Mẹ là dòm vô ngay phòng khám của chúng ta. Khó mà có vụ này ha. Người ta làm Đức Mẹ là dây ra đường hay là dây vô vuông để giữ vuông. Ở bên Mỹ là người ta làm sao, con làm sau này con làm trước cho mọi người. Người Việt Nam mình làm trước ta ngại lắm, tại vì Mỹ nó làm gì cũng làm sau hè hết. Ở sau hè nó là bình thiên địa, lần trước không thấy gì hết. Đó là Mỹ nó như vậy. Còn người Việt Nam thì qua đó rồi người ta cũng ngại làm trước. Tại đất nước nào theo đất nước nấy đó. Thì người Việt Nam mình bên nước Việt Nam là làm trước không à. Đâu có ai làm ở sau hè. Ở sau hè là chẳng qua làm thêm một cái gì đó. Còn ở đằng phía trước của chúng ta thì mình tại nhà của bà cố là nhà của cha Tường ha. Mỗi khi tôi về đây vào 5-6 năm trước là tượng Đức Mẹ tôi rinh hồ kiến rồi xuống tôi sơn phết lại. Tại vì tượng Đức Mẹ này cô bác biết xây năm 2000 đến bây giờ, là nhà này con xây hồi năm 1999. Thì sau đó năm 2000 là lấy hết mấy gạch vụn gạch dư đồ đó là chính là bà già và anh chị em trong nhà cũng gom từ cục gạch vụn không để bỏ để xây tượng Đức Mẹ này. Thì cho thấy tới bây giờ là 24 năm rồi ha. Trời ơi, cảm ơn Đức Mẹ quá, cho nồng bó tay coi. 24 năm cha Tường đi tu và cũng cầu nguyện xin Đức Mẹ, mỗi khi cha về cha cúi đầu Đức Mẹ trước cái đã rồi mới vô nhà. Và trước khi ra đi cúi đầu Đức Mẹ rồi xin Đức Mẹ cho đi bằng an rồi mới chịu đi. Đó là như vậy ha. Mà con cũng vậy, con không phải đi tu, nhưng mà trước khi con lên máy bay là mẹ ơi
không biết chết hay sống, điều đầu tiên nhất là sống, lỡ máy bay nó gãy cánh thì rồi xong luôn. Trời ơi, máy bay mà gãy cánh thì gãy chuyện bình thường rồi nha, gãy một phát một là nguyên gia đình đi bụi luôn. Đó, vậy thì mình về thiêng liêng, về ơn Đức Mẹ, ơn Chúa, mình xưng tội trong lòng mình trước đi, rồi không biết ngày mai này mình như thế nào mình không biết được. Và tượng Đức Mẹ này 24 năm, mỗi ngày, mỗi buổi chiều và lúc 3 giờ là mẹ con và tất cả những người cô bác xóm riền ở đây đều 3 giờ chiều đều đọc kinh Đức Mẹ ở đây. Tại vì cô chú anh chị em biết không, má của con là thứ Úc, mà má của con là khi mà con ở nước Mỹ 20 năm rồi, mà má con có 5 người chị em ruột gái mới vừa chết và trong một vài năm gần đây chết hết, không còn người nào hết. Mà 5 người chị em ruột gái đến đây đọc kinh mỗi ngày, mà bà nào bà nấy 70, 7 mấy, 80, 8 mấy. Vậy đó, cho nên vì tượng Đức Mẹ này rất là quý giá. Quý giá chỗ là ông bà cô bác mình đã qua đời trước kia, mình nhớ lại vậy đó. Thì cho đến bây giờ là chứng tỏ là Đức Mẹ này chỉ đọc kinh mà rộng nhiệt như thế này thì mới được có 2 lần. Lần này là lần thứ 2, vừa rồi tháng 5 vừa rồi đó, chúng ta đọc kinh Đức Mẹ tại đây, và bây giờ là tháng 10 chúng ta đọc kinh Đức Mẹ tại đây. Đó thì một năm chúng ta có 2 ngày để kính viếng Đức Mẹ là lễ trọng đó. Thì ai là Công giáo thì mọi người biết rồi ha. Thì thôi, ngày hôm nay chúng ta hết sức là chân thành tạ ơn Đức Mẹ và tiếp tục cầu xin ơn Mẹ để ban cho chúng ta trong những ngày sắp tới để mau sớm lành tính để chạy về quê hương. Cho dù chúng ta tôn giáo nào, cho dù sắc tộc nào, đến đây nơi của cha Tường đã dạy ra công nghệ này thì chúng ta tự chúng ta cầu nguyện ha, về với một cái đức tin của mình, một linh thiêng của mình, để ơn trên ban cho mình vượt qua cái cơn đau và cơn bệnh sớm để trở về quê hương. Đó, thì bây giờ mình ca thêm một bản nữa đi, rồi bắt đầu mình xuống dưới mình cảm tạ ơn Chúa và mình đọc mấy kinh để rồi chúc mừng cho 6 anh chị em ra viện ha. Bây giờ mình hát thêm bài nữa ha chị Năm ha. Chị cầm luôn đi. Mẹ ơi, đời con dối bước theo mẹ, lòng con biết nói gương mẹ, xin mẹ dạy con ai tiến sinh con. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn gian khó, tìm thấy dân tràn đầy đó, xin mẹ dạy con ai tiến sinh con. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước, vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mời cô bác anh chị em mình xuống dưới chỗ Chúa ha.
chị ăn trước ạ. Con mời cô chú anh chị em mình đọc kinh ha. Nhân cha và con và thánh thần, amen. Cầu xin Chúa an thần, người thương con nhớ Hồng Sát lên trời ngày 15 tháng 8, chúng con hết sức là cảm tạ hồng ân của Chúa ban cho chúng con. Ngay ngày hôm nay chúng con đã được có 6 cô bác anh chị em trị bệnh nơi học y học cổ truyền của Linh Mục Phêrô Nguyễn Anh Tường, và công nghệ của Linh Mục Phêrô Nguyễn Anh Tường đã nghiên cứu ra, đã được 6 người đã được lành tính, trở về những tưởng bình thường, trở về quê hương. Chúng con mỗi ngày chúng con cầu xin Chúa, cầu xin mẹ Maria giúp cho chúng con uống thuốc như thế nào để đúng như công nghệ mà ngày hôm nay chúng con đã đạt được thành công cao và lành tính. Chúng con hết sức, hết lòng trả ơn Thiên Chúa vào lòng thương xót ban cho chúng con. Và còn lại những cô bác anh chị em có mặt hiện diện nơi đây và những người cũng đang chuẩn bị về để giúp cho họ ngang qua công nghệ của cha Phêrô để mau sớm làm tính để họ qua cơn đau, cơn bệnh này. Bây giờ chúng ta hát một bản ha. Đâu có tình yêu thương ở đây có nhân của trời, đâu có lòng từ bi là đây có ơn thường, đâu có tiền bạc ai khi Chúa chúc lành công ơn, đâu ý họ thân đầu ở đây chưa cha mình. Yeah.
sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Bây giờ chúng ta con thấy có 7-8 năm qua 4 năm anh chị em đó có cái bảng tri ân của tạ ơn Chúa cũng như tạ ơn Cha Phêrô. Bây giờ chúng ta ca bảng xin Chúa chúc lành thì các chú các anh cô đó thì mình muốn để dâng lên cho Cha để là kỷ niệm những ngày mình đau khổ ở đây mà mình trở thành lành tính, thì chúng ta để dựa vô cái mã cũng được, hoặc là chúng ta để tên đó cũng được ha. Thì bắt đầu xin tất cả cô bác anh chị em mình ca một bản xin Chúa chúc lành ha. Xin Chúa chúc lành cho đời cha mẹ của con. Xin cảm ơn quý bà cô bác anh chị em các theo đó thì cha là cha Phêrô cũng đã hiểu công 6 người đã đang cư trú ra diện trong ngày hôm nay rồi, thì chúng con xin mời quý bà cô bác ngồi xuống để chúng con bắt đầu tiến hành cái buổi ra diện ngày hôm nay ha. Thưa quý vị, được thầy năm chị cất dùng cái đờn ha. Dạ, em xin mời anh sĩ chủ tịch hội đồng y cô viện. Dạ, xin mời thầy Năm, thầy Trúc, thầy Sang, thầy Thỏng đâu, thầy Thỏng đâu, bữa nay bận thật không? Thì được rồi, qua đây mình ngồi, mọi người ngồi bên kia đó, thầy Tâm, vô bên đây nha. Chúng ta ngồi, ai ngồi bên đây cũng được nha. Út ngồi bên đây nha. Quý bà cô bác anh chị em vui không? Xin cho nó có tay lên đi. Hay quá vậy ta. Nó thiếu một cái. Nó thiếu như thế này nè. Biết bao nhiêu lần từ tháng 3 cho đến bây giờ. Tháng 3 năm 2023 đó. Bây giờ là tháng 8 năm 2024 rồi. Mỗi khi ra diện thì có lương y nhẹ, nhưng mà sức cũng lớn rồi, tuổi lớn rồi, sức yếu cũng không còn nữa, khả năng cũng không còn được phòng ở đây nữa. Rất từ đó anh ta cũng có nói là khi tìm được từ thì anh ta sẽ nghỉ. Điều đầu tiên nhất là sức khỏe của lương y nhẹ, không đủ sức để ngồi đây mỗi ngày, hoặc là anh về anh mở công ty gì đó thì anh cũng có thể làm chủ, anh cũng không có thể ngồi mỗi ngày được. Ví dụ vậy, giống như con thì con không ngồi mỗi ngày, lương y bác sĩ làm vậy thì con cũng tin công chuyện luôn luôn bên ngoài đó là như vậy ha. Thì không sao nha, chúng ta đã có bác sĩ lương y, bác sĩ đông y của trong tỉnh Thầy Vinh của chúng ta đã tiếp tục và làm việc cho chúng ta, và trên mọi mặt giấy tờ được pháp lực ở đây, chúng ta xin cho một đòn bó tay. Cho nên chính vì như vậy mà con xin mạo muội ngày hôm nay, con cũng cảm ơn chính quyền cũng như chính quyền tỉnh Thầy Vinh và đội đồng viên của tỉnh Thầy Vinh cũng như huyện Thuận An và Thầy Vinh Kim trong địa phương của chúng ta ở đây nữa, hết sức là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân. Cha bé Tường yêu thương cho sau này khi cha Tường qua đời rồi thì chúng ta tiếp tục không ngưng ngày nào, không có ngưng một ngày nào hết cô bác anh chị. Con thiết nghĩ rằng đây là một cái ơn mà một ơn cơ ban cho nó rất là lạ lùng.
mặc dù cha tường thành đây 6 ngày nhưng con có chỉ định cho các thầy của cha tường nhiệm vụ là phải cho thuốc mỗi ngày và cho đến khi nào 1-2 tiếng gì đó, 3 tiếng gì đó thì khi cho xong rồi thì cái người cho thuốc nó không được lên tham dự cái buổi lễ an táng của cha luôn. Tại vì nếu như muốn tham dự là ngày hôm sau mới được thành được tham dự thì thấy người khác phải tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng, không nên đi luôn cùng vô cái chỗ tắm an táng rồi không may nó mắc hơi cho tất cả những người bệnh tật ở nơi này ha. Còn hết sức là cẩn thận từ việc nhỏ đến việc lớn. Mà hơn 9 tháng qua Chúa cho chúng ta cũng như tất cả mọi người với chúng con ở đây ấy, thì đã được thành công, cho nên ngày hôm nay lại có thêm 6 anh chị em ra diện tiếp tục nữa. Thì bây giờ đầu tiên nhất con xin chân thành với cô bác con giới thiệu ha. Tại vì mai này chúng ta sẽ rất là đông và rất là nhiều đội y bác sĩ. Còn bây giờ mình ít người thì đội y bác sĩ chúng ta có chuyện, cứ có chuyện thì cứ đi công chuyện rồi kể về tiếp tục làm công việc. Và con xin giới thiệu đây là anh sĩ chủ tịch Hội Đông y huyện Thuận An của chúng ta, xin chào đồng bác. Và sắp tới đây thì coi như anh cũng là người cố vấn đây này, thiếu cái gì, hụt cái gì thì anh ở bên ngoài anh đều giúp cho chúng ta, chúng ta không cần phải lo lắng gì nữa. Tại vì dù sao anh cũng đã làm việc sắp về hưu rồi, cho nên anh rất là tình kinh nghiệm trong địa phương của chúng ta cần cái gì và thiếu cái gì. Tại vì anh là chủ tịch hội đồng y, chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện Thuận An, rồi bây giờ anh là chủ tịch hội đồng y huyện Thuận An, mà huyện là lớn như lớn trong các tỉnh, hãy nói huyện là lớn như lớn quý bà cô bác chị em. Cho nên chính vì vậy mà anh ngồi ở đây tôi hết sức là vững vững tâm. Mà còn nếu như anh không có hứa thì mình còn lo lắng, còn anh đã hứa giúp cho chúng ta trong và ngoài khả năng của anh đã đó là anh sĩ đây. Và người kế tiếp là lương y Phạm Thị Thanh Tâm nha, cảm ơn các bạn quý vị, xin mời công đồng chị Thanh Tâm phát thuốc cũng như là ngày mai này công sẽ sắp xếp cho chị thứ ba ngồi thế điểm để trang nghiêm để chỉ dạy cho chị thứ ba sắp xếp cho ngon lành, rồi chỉ ra bên ngoài chỉ cũng là trong khu vực này, nhưng mà chỉ xin mời chị ngồi đi ha, chị sẽ phụ tái với con để rồi nấu nướng cho cô bác hay là vừa rau vừa thuốc gì đó, trong lúc con không có ở đây thì chỉ đọc tác với cô bác chị em mỗi một vài cái cỏ gì đó cho vừa thuốc cho tường nói vậy ha. Hoặc không cần giấy tờ gì thì chị có thể chạy tới giờ luôn, lúc nào rảnh thì chị sẽ biết được nhiều việc thì chị sẽ xăng tay áo ra mà để làm. Rồi thầy Trúc thì thầy Trúc là rất là thiết khách đấy, bây giờ nó là như thế thì thầy Trúc nhận cô bác vô đây rất là nhiều. Mọi người ở đây thì trong 2-3 tháng trở lại đây thì chắc chắn là biết về thầy Trúc. Còn đây là Nguyễn Thành Phúc là người tới tỉnh Cát Tường cách đây 10 năm ha. Là bây giờ là phó giám đốc doanh nghiệp tư nhân Cát Tường thành thành mỹ yêu thương nhà trong không của con đây ha. Còn kế bên là thầy Năm, xin cho thầy những đàn phó đây. Thầy Năm là không như là thượng sĩ già, thầy làm cho Cát Tường 10 mấy năm rồi cũng là thượng sĩ thôi chứ không có lên chức. Nhưng mà hay lắm á, thượng sĩ già. Thầy hay đối cùng, thầy là một cái tiền tiêu bó rất là tiên rồi. Và đó là cũng không nhớ ngày đầu khi 2014 á, cha Tường bị giả truyền thông, con có gửi 100 đô về. Thì cha Tường từ Bến Tre về đây trong 1-2 giờ đêm, nguyên cả một số bà con cô bác bên đó để mà đưa cho Tường về, con để 100 đô về cho mấy anh em uống cà phê. Thì từ ngày đó thầy Năm tôi tới bây giờ luôn là thầy Năm là thượng sĩ già phải không, đúng không, cho anh đàn có tay xả xuống. Bây giờ con giới thiệu xuân qua thì con xin mời anh sĩ đại diện đây này anh nói vài tiếng với cô bác ha.
Kính thưa anh Bảy cùng các thầy thuốc cũng như anh chị em ở phòng khám y học cổ truyền yêu thương cho không của cha Tường, kính thưa toàn thể bà con, thì hôm nay tôi cũng rất là vui mừng nhận được lời mời đến dự để tiễn đưa tạm biệt là 6 bệnh nhân bị ác tính mà vô đây bây giờ lành tính mà trở về gia đình với quê hương. Thì thật ra cái phác đồ của cha Tường á, thì nếu như mà bà con tin tưởng vào phác đồ của cha Tường thì tôi mong rằng bà con phải giữ vững cái phác đồ này. Tức là khi vô đây thì ở đây các thầy thuốc ở đây cũng có hướng dẫn mình, ví dụ như cách nấu cháo làm sao, rồi cách uống thuốc như thế nào, thì mình cũng phải giữ vững cái phác đồ đó. Và hôm nay tôi cũng mong rằng là 6 người mà được lành tính được về với gia đình với quê hương á, thì cũng phải giữ cái cách ăn uống như thế nào thì có thầy thuốc ở đây cũng có hướng dẫn rồi. Chứ mình bây giờ mình lành tính mình mừng quá mà mình về mình bỏ cái phác đồ ra tường mà mình ăn lung tung thì có khi nó bệnh trở lại. Thì cũng có rút kinh nghiệm cũng nhiều năm rồi, thì cũng nhiều người như vậy. Thì cho nên tôi cũng khuyên là 6 bệnh nhân này thì cũng cố gắng giữ vững cái phác đồ. Cái thứ hai là bà con đang điều trị đó, thì mặc dù mình thay đổi cái thức ăn đột ngột quá, thí dụ ở nhà mình đang ăn thường thường là mình bệnh thì con cháu nó mua thịt mua cá thứ ngon thứ tốt để nó bồi dưỡng cho mình, thì mình đang ăn vậy mà mình vô cái nơi này mình điều trị mà mình thay đổi đột ngột theo phác đồ cha Tường thì có những người chịu không có được. Thì bây giờ nếu như mà bà con tin tưởng mà cũng như thực tế cũng như 6 người này bữa nay đã lành tính đã về đó, thì mong rằng bà con cũng rất cố gắng theo cái phác đồ của cha Tường đã để lại. Thì rất mong bà con còn lại thì cũng giữ vững phác đồ này để mình mau hết bệnh để về được với hạnh phúc gia đình với quê hương. Thì một lần nữa thì xin cảm ơn và chúc sức khỏe gia đình anh Bảy Thật cũng như là các thầy thuốc ở cái phòng khám yêu thương cho không. Và chúc bà con, 6 bà con về thì luôn luôn mạnh khỏe, và những bà con còn lại thì mau lành bệnh để được trở về với gia đình, với quê hương. Và xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn anh, mời anh ngồi. Anh chủ tịch của chúng ta, anh nói rất là chí lý quý bà cô bác. Sau khi chúng ta ra về, chúng ta giữ dưỡng theo cái phác đồ của cha Tường ha, giữ tiếp tục theo nữa, càng giữ càng tốt. Chúng ta càng làm sao cơ thể chúng ta là môi trường kiềm thì chúng ta sẽ vượt qua, kéo dài sự sống. Mà chúng ta đang là 50 tuổi, 60 tuổi, chúng ta kéo thêm 40 năm nữa, 50 năm nữa thì thôi quá trời quá đất luôn rồi, sống gì mà sống da dữ vậy, nói vậy đó ha. Còn nếu như mà chúng ta mà về đừng ăn nhậu nhiều ha, sau này vài ba tháng sau có uống thì uống một hai hớp bia chơi vui tình cảm với bạn bè thôi, chứ đừng quất hết lon này tới lon kia là cái chuyện đó chuyện khác nữa nha. Cố gắng như vậy. Và bây giờ con xin giới thiệu một người nữa là phó giám đốc của con, để nó có đôi lời với 6 bệnh nhân cũng như cô bác anh chị em còn ở lại đây và những người đi rước bệnh nhân lành tính về quê hương. Xin mời phó giám đốc có đôi lời. Lời đầu tiên con xin gửi đến kính cha cố Phêrô Nguyễn Văn Tường, là người đã thành lập ra, sáng tạo ra cái công nghệ này để giúp mọi người, để giúp những bệnh nhân mà ung thư những giai đoạn cuối tìm lại được cái sự sống. Và kế đến nữa là kính chúc giám đốc Phật Viện được nhiều sức khỏe và cùng đội ngũ y bác sĩ trong phòng khám của mình, cùng bệnh nhân có mặt hiện diện ở đây. Lời đầu tiên con xin chúc mừng 6 bệnh nhân ra viện của ngày hôm nay. Thì như lời của giám đốc nói lúc đầu thì bác nhẹ thì vì cái lý do sức khỏe hay là vì lý do có thể là bác đây mở phòng khám riêng thì cái đó là cái chuyện cá nhân của bác, mình không can thiệp. Nhưng mà con khuyên mọi người ở đây là có mặt hiện diện ở đây hay là những bệnh nhân mà chưa đến,
thì hãy tin tưởng đi, hãy tin tưởng vào cái công nghệ, cái phác đồ của cha Tường, cái công nghệ cháo nano ứng dụng thảo dược nano. Thì bác sĩ hay là y sĩ nó giống như là một cái la bàn, cái la bàn mà để định hướng cho con tàu đi đúng cái hướng, đúng cái mục đích của mình thôi. Còn giờ đây hết bệnh là nhờ cái công nghệ của cha Tường, là cái công nghệ thảo dược cháo nano, thảo dược nano. Và với cái sự kiên trì của bệnh nhân thì và cái lòng tin của mình nữa thì cái điều đó dẫn đến mình hết bệnh. Còn bác sĩ chỉ là người hướng dẫn thôi, hướng dẫn mình. Thì lời đầu tiên con xin nói đến gửi đến các bệnh nhân ở đây, hãy yên tâm đi. Cho dù không còn bác sĩ hay là có bác sĩ gì đi chăng nữa thì cũng vẫn là chỉ là hướng dẫn bệnh nhân đi theo các phác đồ đó. Tại công nghệ này là công nghệ là cháo nano, thảo dược nano, chứ mình không phải như Tây y là mổ xẻ cắt gọt gì hết, cho nên mình không có can thiệp sâu vào cái chuyện mà bên trong cơ thể được nữa. Rồi con cũng xin khuyên ông bà, cô bác, anh chị em mình ở đây thì 6 cái bệnh nhân có mặt hiện diện ở đây thì chắc có lẽ là không có dùng thuốc bên ngoài hay là thực phẩm chức năng gì ở bên ngoài. Thì đi đến ngày hôm nay thì 3 tháng hay là 4 tháng hay là 2 tháng gì thì con chưa được rõ, nhưng mà cũng vẫn hết bệnh. Thì con cũng có nghe một thông tin một số người là bây giờ người ta đến đây người ta không có tiền, mà bây giờ phải bỏ ra là cái giờ mua một tháng thuốc hay là một tuần thuốc gì đó là 4 triệu, 5 triệu. Thì như thế 4 tháng, 5 tháng sau có thể hết bệnh và có thể không hết bệnh. Một số người đến đây khổ theo cái phác đồ của cha thì cũng vẫn hết bệnh. Thì tại sao mình đã tin cái công nghệ mình, khi mình đặt chân tới phòng khám của doanh nghiệp cha Bác Tường Thật Nguyện thì mình hãy tin vào cái công nghệ của cha. Như vậy thì cũng đã hết bệnh, mà mình không có dùng thuốc bên ngoài. Thì lời khuyên con xin khuyên mọi người là đừng nên dùng thuốc bên ngoài. Thí dụ như bây giờ là một phát độ, con nghe con mới nói, ví dụ như là một cái quá trình điều trị là 3 tháng, từ 70 triệu cho đến 150 triệu mà sống hay chết thì mình vẫn chưa biết. Thì thay vì mình dùng cái số tiền đó mình lên bệnh viện đi, mình mổ xẻ cắt gọt, mình chết mình cũng vừa bụng nữa. Còn trong khi đó là giờ mình uống thuốc là không có thương hiệu, thuốc thực tế bên ngoài là nó không có thương hiệu. Nếu như mà các phòng khám bên ngoài, các cái chỗ mà cái chỗ đông y bên ngoài, tại sao năm 2018 không trị đi? Để chi mà không có năm 2019 không có không trị? Năm đó thì cũng đâu có, năm đó là mấy cái thầy lang bên ngoài hay là mấy cái cơ sở bên ngoài người ta gặp cố là người ta chạy luôn. Ta không cái niềm tin người ta không có giờ ở đây cha được. Mà khi nhà nước mà đã công nhận chứng giấy cho cha cố mình là mở phòng khám rồi thì nó dựa trên cái cơ sở đó. Thuốc nam ba giác sáng tạo sắc ra tám thân uống. Thì mọi khi mà cái người bệnh mình á, ai chỉ cái gì thì mình nghe theo cái đó, tại vì mình muốn sống. Người ta nói cái gì mình tin theo cái đó, nhưng mà những cái đó nó không có cái cơ sở. Người ta không có đưa ra được cái cơ sở bằng chứng khoa học nào mà để chứng minh xác thực chuyện đó. Còn ở đây không phải là con ca ngợi cái công trình nghiên cứu của cha Tường, nhưng mà thực tế là có ở chỗ nào in sách vở, nhà xuất bản nó đã in sách vở với cha nó, nó công nhận. Nhưng mà những cái nhà xuất bản này của nhà nước nó công nhận, chính phủ nó công nhận thì nó mới in. Chứ nó nếu mà đừng không khê giờ, thí dụ như giờ con hay làm gì đó kêu nhờ in cuốn sách, người ta đâu có, người ta đâu có công nhận cái bản quyền đó đâu ta. Đó rồi hiện giờ trong tay của giám đốc hiện giờ là đã sở hữu một cái giấy công nghệ cháo nano là của cục sau trí tuệ cấp. Đó là sự thật. Cho nên là khuyên ông bạn chị em bệnh nhân của mình, những người ở hiện diện ở đây và những người chưa tới, cũng nên đừng bao giờ tin những thuốc bên ngoài. Một là mình minh thẳng bệnh viện luôn, mình chết cho nó vừa bụng. Còn hai đó là mình cứ vô đây mình trị. Còn về cái trải lại thì về cái vấn đề mà giám đốc hồi nãy nói anh Năm là thượng sĩ già, mà anh Năm hay quá. Tại vì anh Năm biết ứng dụng cái công nghệ của cha Tường. Cái công nghệ của cha Tường là cái công nghệ dùng nước để rửa vết thương, tất cả các khối u. Thì mọi người
Thí dụ như con nói vậy nè, mình sau khi con làm việc á, qua một ngày mệt mỏi thì cái cơ thể của con là không phải cơ thể bệnh, thì cho nên chăm cứu đấm bóp massage nó đã mà nó sướng vậy đó, nó khỏe nữa. Nhưng mà còn cái cơ thể của người bệnh hiện giờ của mình, nếu như chăm cứu mà hết bệnh, ta đâu tới đây để làm gì. Mà nếu như mà chăm cứu hết bệnh thì ông bố đã đưa ra cái phác đồ đó rồi, trong cái phác đồ đó có chăm cứu. Tại sao mà ông bố lại dùng thuốc mà dùng thuốc nam mà để đắp mấy cái khối u nó làm gì? Để cho nó mềm cái khối u, để nó tan chảy cái khối u đó. Khi nó bể ra thì nó sẽ nhẹ lại. Rồi cộng thêm một cái thằng cháu khi mà đưa vào cơ thể của mình rồi thì nó sẽ là tiêu diệt cái tế bào, nó coi như là nó tiêu diệt cái tế bào siêu độc bằng cách là nó bỏ đói tế bào đó, dùng thuốc đưa vô bên ngoài thầy năm đắp vô, thì cái cơ hội của mình hết bệnh là khoảng 80%. Còn 20% đó là nhờ cái lòng kiên trì của mình. Cái kiên trì là ở chỗ nào mình có lòng tin, mình giữ theo phác đồ, mình ăn chay, mình ăn theo thực hiện theo cái phác đồ mà của cái công nghệ này, thì như vậy thì đi đến kết quả là hết bệnh là 95%, là đi đến cái kết quả là âm tính 95%. Rồi thì con có bấy nhiêu lời con xin chia sẻ với ông bà anh chị em của mình trong phòng khám. Xin mời con ngồi ha. Bây giờ tất cả những gì đường đi nước bước phó giám đốc của chúng ta cải vạch ra từ lúc cha Tường và cho đến bây giờ ha, thì lương y bác sĩ hay là bác sĩ thì quá ngon lành, tại vì bác sĩ mà bác sĩ đang làm việc, bác sĩ không thể nào ngồi với chúng ta mà lên cộng đồng mạng được ha, thì chúng ta sẽ thông cảm cho bác sĩ này. Và ngày mai này sẽ có thêm hai bác sĩ ngồi với chúng ta mà không phải đó là trưởng phòng, bác sĩ để giúp cho cô bác anh chị em. Đây là bây giờ là bác sĩ không về làm thiện nguyện cho chúng ta hàng ngày, hy vọng là mình sẽ cầu xin Chúa ha. Đó như thế. Còn bây giờ mọi việc thì công nghệ của cha Tường vô đây, nếu anh là bác sĩ giống như phó giám đốc nói đó, anh là bác sĩ, anh là y sĩ, anh là có thuốc, có này có kia, thì giống như 2015, 16, 17 gì đó không ra đi, để cho cha Tường nghiên cứu 10 năm rồi cha Tường ra tới 2018, 19 cha Tường chết lên chết xuống, bị người này người đời đó chỉ bán vô mặt luôn. Thí dụ như bây giờ lâu lắm rồi con lên, con hay livestream lên cái quay YouTube này nè, đứa cháu đưa lên, không bao giờ, ít bao giờ con comment là con bình luận trên đó, mà con thấy nhiều người cái tâm không tốt. Nhưng mà con người mà cho nên con mới ngạn qua, con ngồi con buồn, con bấm lên ha, hầu như mấy tháng con chưa bao giờ con nhắn tin trên đó. Nhưng mà hôm qua con có nhắn tin lên một cái là trên đó đó, con là thay thế cho Tường là giám đốc đây, con có đôi lời mà nói thẳng nói thiệt thì lương y rồi đội hình làm trong khu vực cha Tường cũng như tất cả các bệnh nhân ha, nếu chúng ta đến đây cộng tác làm giúp người hay trị bệnh, mà nơi này của cha Tường thì mọi người biết rồi đó, nơi này chúng ta không có nhộm máu hồng là của cha Tường để gì tới giờ. Nhộm máu hồng có nghĩa là cắt cổ gà, cắt cổ chó, cắt cổ heo, cắt cái để mà ăn thịt, loại thịt động vật, cho nên chúng ta là còn ăn còn tệ hơn là người ăn chay thường nữa. Chúng ta vô đây là chúng ta mạnh thì ăn rau củ quả, còn bệnh thì chúng ta ăn chỉ được cái cháo nano và khỏe rồi thì uống thêm vài ăn thêm vài món rau củ quả gì đó thôi. Cho nên con nói nếu mà lương y và người bệnh nhân mà nếu có tâm không tốt thì tự mình biết rút lui ha, tự mình sẽ rút lui sớm càng tốt. Còn nếu như không thì thiên liêng ở trong này cũng sẽ tự đẩy ra, con không đẩy nhưng mà thiên liêng sẽ đẩy ra. Mà đó giờ không phải giờ này cũng mới nói, mà con khẳng định là nơi nào có sự yêu thương chính thức thật sự
Và từ 10 năm nay cha Tường cũng đều nói vậy, nếu như tâm mình không tốt thì sẽ thiên liên sẽ đẩy ra, khỏi cần người đời của mình sẽ kêu ra, mà thiên liên sẽ làm cách này cách khác đẩy ra khỏi khu vực này và không được tham gia vào khu vực này, cho dù anh là lương y, anh là bác sĩ, anh là bệnh nhân ha. Đó là nguyên tắc của con người sống có tâm, có đức, có đạo. Đó là như thế, rồi chúng ta mới xây dựng lại, chúng ta giúp đỡ cho nhau ha. Thì bây giờ con chỉ nói bao nhiêu đó, cũng như phó giám đốc đại diện thế cho những người trong này đã nói sơ qua rồi. Nếu như bây giờ chút nữa có cơ hội thì cho các thầy nói tiếp. Bây giờ con xin muốn là thầy Sang có thể mời cô bác anh chị em là 6 người này, có ai có ý kiến đâu lời gì trước khi vô mình có thể như thế nào mà bây giờ mình được lành tính ngon vậy, mình tạ ơn Chúa, xin cho đoàn hóa tay quý vị. Ai có thể sao đó ha? Có cô chú nào có phát biểu cảm nghĩ trong ngày đặc biệt không? Mời chú. Con xin thành kính Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn cha Phêrô dạy công nghiên cứu ra cái công nghệ này con cháo nano và ăn trà thảo dược. Con tạ xin chào giám đốc thành thật là cha đã qua đời và được sự tiếp nhận là anh Bảy Thật là anh trai của cha Phêrô đã về đây tiếp quản theo lời đề nguyện của cha là cháo nano ăn trà thảo dược và yêu thương cho không. Thì con cũng chúc là toàn thể đội y bác sĩ trong công nghệ của cha phòng yêu thương cho không đây có một sức khỏe dồi dào, xin Chúa ban ơn cho, và chúng ta cũng phải cầu nguyện cho các đội y bác sĩ ở đây có sức khỏe dồi dào thì mới có, chúng ta mới chữa được lành bệnh. Thì con cũng có đôi lời con chia sẻ về căn bệnh của con. Dạ, con là Nguyễn Phúc Tân, con ở ngoài thành phố Hà Nội. Năm nay con 50 tuổi, là cái căn bệnh của con là nay con đã vào là gần tới đây là con chữa đến từ hôm con ở ngoài nhà vào đây là con nay là con được 52 ngày. Đấy, đến ngày hôm nay là được 54 ngày. Thì con là căn bệnh của con theo phương thức cháo nano và uống trà thảo dược của cha Phêrô Văn Tường đã qua đời và để lại cái cho chúng ta hậu thế nay mai sau đã được hưởng. Nhưng ngay bản thân con đây, con đã con u lưỡi, gốc lưỡi là u giai đoạn 4, là con đi viện mà bây giờ là bệnh viện ngoài Hà Nội là mấy bệnh viện đã cho con về là trị ở địa phương, thì các bác các chú đã có bệnh viện đi bệnh viện về rồi thì biết đấy ạ, là đi bệnh viện mà bác sĩ đã cho về địa phương mà giả về địa phương mà trị ở địa phương ấy thì là chỉ có chết thôi chứ không thể sống được đó. Thì con vào đây là nay được 54 ngày thì cụ con ăn cháo nano và uống trà thảo dược như công thức của cha đã chỉ định chỉ dạy, thì con đã đi xét nghiệm và khám trở lại là được là lành tính, là mai là con xin phép nay được ra viện, là mai con xin phép là con cũng về Hà Nội. Thì con cũng không xin biết gì hơn, con cũng xin chúc các mạnh thường quân cả trên nước Việt Nam và toàn thế giới nhìn nhận chúng công nghệ cháo nano của cha Tường để lại và giúp đỡ anh Bảy Thật đã tiếp quản cho của cha để cứu lấy những người bệnh nhân trên thế giới này và nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng và những người hiện diện đã bệnh nhân đang có mặt ở đây. Rồi thì con cũng xin không biết nói gì hơn, con chỉ biết cảm ơn anh Bảy Thật và đội y bác sĩ là tận tình quá giúp đỡ từ bệnh nhân rồi đến người chăm sóc bệnh nhân cặn chân dặn những lời quá chân tình thật thà với lương tâm con người. Thì con cũng thực sự con là cũng từ có chết con trở về đấy, thì nay cũng là cái đặc biệt là của con là được 6 người là đã uống trà thảo dược và ăn cháo nano, thì cũng nay là ngày đặc biệt là chúng con được 6 người ra viện. Với nay cũng là ngày đặc biệt là nữa là mẹ bên công giáo của chúng con là một ngày lễ rất là lễ trọng, thì chắc là mẹ cũng nay là hồn xác mẹ lên trời là mẹ cũng truyền cầu lấy Chúa là cho các anh chị em toàn thể ở đây và chúng con cũng được ra viện trước và toàn thể ở đây là về sau. Thì con cũng là đấy là cái lời của con giới thiệu. Thì con cũng hôm qua con cái lời thứ hai nữa là con cũng xin phép mà muội với tất cả là ở đây là hôm qua con có theo dõi là cái cơ sở ở đây thì có một
bạn không biết là bạn trai già hay trẻ là bạn gái, là bạn có lên bạn bình luận là bạn con thì là A còng Phương Trang cái gì tiếng Tây tiếng vào con biết, con chỉ đọc là biết Phương Trang thôi. Bạn nói như thế này, bạn viết bình luận là ông Bảy Thuật là ông sống như thế nào ấy, thì là để ông Võ Đức với ông thầy Nhẽ với ông Thỏa, thì thực ra ông Võ Đức thì là con biết mà hiện bây giờ là con vẫn liên hệ với ông Võ Đức, hiện ông Võ Đức là sống ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh đấy. Còn ông thầy Nhẽ là thực ra là các bác thì có theo dõi không thì con biết, thế nhưng mà lúc cha còn sống là con theo dõi trước, là ông thầy Nhẽ là có hứa với cha là con làm cho cha một năm là từ mùng 2 tháng 3 năm 2003 cho đến 2004, là con mùng 2 tháng 3 năm 2004 là con nghỉ là hết hạn một năm. Thế nhưng mà thực ra là không, cha không may là cha qua đời vào mùng 2 tháng 11, 3 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 11 năm 2003 đó. Thì là quá trình qua đời thì lúc đó là của cha đây là lên tới, con xem là lên tới hàng đến nghìn người chứ không phải ít đó, mà bệnh nhân rất đông. Thì quá trình là cha mới chuyển xuống dưới ở dưới kia cái cơ sở đất cát là cha cho tiền rồi ông Tân ông gì để mua cái đất dưới kia đó. Chứ bây giờ con thấy cái ông gì nhà Phương Trang ông đưa ra thì bảo là anh Bảy sống thế nào, tôi khuyên ông là ông không biết là ông tốt hay ông xấu, để ông nói một câu nói như thế là bảo thầy Nhẽ với thầy Võ Đức bỏ đi. Thì ông nói như thầy để mà nói người ngoài người ta nhìn người ta không biết không hiểu, thì người ta bảo là cái ở đây yêu thương cho không mà không cứu nổi người. Bây giờ ông nói một câu như thế, tôi khuyên ông là nên gỡ cái bình luận này đi. Còn bao nhiêu người đằng sau ơi, chỉ ở đây bệnh nhân ầm ầm đây này, có nhìn rất nhiều bệnh nhân mà ra bệnh viện rất nhiều người lành tính rất nhiều rồi, giờ ông nói như thế rồi còn những người bệnh nhân ở đằng sau ông nói như thế, là xin ông là ông gỡ cái bình luận của ông xuống, không có rồi nhiều người đằng sau để chết oan vì ông. Đấy là tôi nói thật, tôi là bằng chứng sống, tôi biết thật là tôi nói thật, tôi không nói nhiều mà tôi nói từ lương tâm tôi ra nó. Ông có đối chứng thì tôi hiên, bây giờ tôi vẫn ở nhà anh phải thật đây. Đấy, đến đâu thì tôi không đi. Thế nên ông làm sao hoặc bà các ai đã có những cái tư tưởng xấu thì biết thật thì em nói, mà nhìn thấy người ta sinh ra cái mắt để mà nhìn, cái tai để mà nghe, nó phải ba thấy tất cả thì mới nói được, thì người ta mới không đập lại mình được. Còn nói xuông mà thế là nói láo nhá, các ông phải nên nghiên cứu mà nói lại. Còn bây giờ chúng tôi bệnh tật thế này, các ông không bệnh tật, các ông chưa mắc, các ông mắc bệnh tật, các ông phải khổ. Nhưng ông bệnh tật bây giờ ông làm như thế thì có phải là ông giết nhiều bao nhiêu người không? Những người đằng sau người ta muốn đến đây đúng không ạ? Thì người ta lại bảo đến cái chỗ ấy chưa không gọi, nhưng thực tế chúng tôi lại bằng chứng sống cho giờ đây. Hôm nay chúng tôi được ra viện này này, đó 6 người mà có 3 người tới đây cũng chuẩn bị ra viện này. Mà công thức của cha là tin rằng các ông bà nào cứ ăn theo đúng phát đồ của cha trong 3 tháng không khỏi, 5-6 tháng xe khỏi, nặng đến đâu sẽ khỏi đó, trừ yếu quá không ăn được thì với chúng tôi. Thế còn con chỉ xin không biết nói gì hơn, con xin tạ ơn là giám đốc và ban đội ngũ y bác sĩ chăm chút tận tình đó cứu chữa cho con này được 6 người ra viện. Còn những người bệnh nhân về đằng sau thì con xin ơn Chúa, xin ơn mẹ là chuyển tàu với Chúa, con xin tạ ơn cha là cho con này 6 người ra viện. Thì con cũng không nhịn hơn, cũng xin tất cả các bệnh nhân rồi những người đi đuôi bệnh xin cầu cho linh hồn cha Phêrô hàng ngày được lên chốn nghỉ ngơi thiên đàng để được hưởng phúc, rồi thì cha cầu nguyện rồi cha sẽ ban phúc lành xuống dưới này cho những người bệnh nhân được lành tính và những người đang chữa bệnh ở đây. Và xin cũng xin là những người đừng có ai mang bệnh ung thư này mà đến nơi này nữa, là tốt nhất là con cũng không cần. Thì con cũng biết nói gì, con xin tạ ơn. Xin cảm ơn những chia sẻ cảm xúc của chúng. Xin hỏi còn ai còn phát biểu cảm nghĩ mà đầu tiên con muốn nói là con cảm ơn mẹ Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu Cha Tường, sau đó là giám đốc là chú Bảy đây. Con tên Chiêu Dương Hiếu, sinh năm 1981, quê ở Đồng Nai. Con thì từ hồi đó giờ chưa có phát biểu lần nào, nhưng tại vì hồi đó con học mới lớp 1 mà, nhưng mà học chưa hết sách lớp 1 là con đã ra trường rồi. Con giờ con phát biểu có những lời nào sai sót thì xin cô bác, ông bà, anh chị em ở đây tha thứ.
Con thì cũng bệnh ung thư, nhưng mà ung thư thì ung thư da. Thì hồi đó con có đi mổ, cắt mổ xẻ cũng 7-8 lần, nhưng mà không hết. Thì lần cuối cùng là lần thứ 7 là mổ lấy ra một cục u quá là bự luôn. Xong rồi bác sĩ đi xét nghiệm ADN thì nói là bị chuyển qua ung thư. Xong rồi con mới điện cho người chị đã xuống đây chị lành tính, xong rồi về chị mới chỉ cho con là xuống dưới đây. Thì con mới đầu con mới chạy xuống đây thì vô con xin giám đốc là cho con nhập viện ở đây để con trị bệnh. Rồi vô giám đốc có dặn dò là ăn theo phác đồ của cha Tường thì con cũng làm theo. Cho nên bây giờ con xuống đây con ăn theo phác đồ cha Tường là đến nay là cũng được 56 ngày. Xong rồi con đi xét nghiệm lại thì cũng đã được lành tính. Thì ăn theo phác đồ cháo nano với lại thảo dược, trà thảo dược. Ăn uống như vậy cho nên con cũng được lành tính. Bây giờ thì con cũng không biết nói gì hơn. Thôi con, tại vì hồi đó giờ con không có học cho nên con không biết nói gì nhiều được. Thôi con cũng xin cảm ơn giám đốc và các cô chú trong phòng khám, anh chị em đã giúp đỡ cho con được qua cái nạn này. Con cũng xin cảm ơn giám đốc. Hết sức lâu cả trăm năm mà tôi mới nghe có người nói học lớp 1. Thì tôi tốt lành thì tôi học lớp 2. Thiệt à. Đó ha. Nhưng mà Chúa thì Chúa đâu có ban những cái học âm mà đặc trị cho những người thông thái đâu. Đó, Chúa ban cho những người thông minh thông thái, Chúa không ban đâu. Ráng cố gắng ha. Đó vậy. Xin mời chú Niệm. Nếu thế thì con cái giọng của người Nghệ An nói nó không được được dễ nghe lắm. Để cho nên là các ông các bà thông cảm. Con trước hết con cảm tạ ơn Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Sau nữa là con xin cảm tạ cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, mặc dù giá đã là quá cố. Sau nữa thì con kính thưa giám đốc, rồi là đội ngũ y bác sĩ ở phòng khám yêu thương cho không, rồi là kính chào những người bệnh nhân và người nhà chăm bệnh. Con tên là Lê Hoàng Niệm, con sinh năm 74, năm nay là 50 tuổi. Con là cái bệnh của con là cái bệnh ung thư ruột non, mà các ông bà tưởng nó dài 8,5 phân đây này, nó to 4 phân, mà con đã cắt ở Hà Nội, nhưng sau đó nó chảy lên gan, gọi người ta bảo là bị di căn đấy. Thì thật ra nói con nói là tất nhiên là mình là bị bệnh thì không may, nhưng mà con cảm thấy là con rất là may mắn. Bởi vì mình tuy là bệnh nhưng mà biết được cái công trình nghiên cứu của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, đó là một cái công trình khoa học mà nói như ông giám đốc bài thật đã nói là 180 quốc gia trên thế giới đã công nhận đó là một đề tài khoa học. Mà khi con mổ xong rồi thì con rất là tin tưởng là công trình của cha. Bởi vì mẹ con đây này, mẹ con là cũng bị ung thư mà chết được gần 2 năm rồi, mà con rất là tin tưởng. Bởi vì khi con mổ xong được 1 tháng thì ở ngoài bệnh viện cả Hà Nội ấy, nó hẹn là ra là lấy cái thuốc đích. Nhưng mà khi đó con chưa biết là cái phòng khám của ông giám đốc vậy thật và cha công nghệ của cha. Thì khi đó con vừa đã lấy thuốc đích, vừa lấy xong, và lại là người ta bắt là phải xét nghiệm ADN, là khi đó là 6,5 triệu. Nhưng mà khi con vừa lên xe về mà chưa có biết thuốc nào hết, thì có một bệnh nhân là có quen với lại người nhà của con, là biết bảo là tôi ở trong này, là bạn cứ vào trong này mà yên tâm mà điều trị cho chắc là được. Mà trước đó con rất là tin tưởng. Con nói thật đấy, không phải là bây giờ con Chúa đã cho con lành bệnh mà con nói lão. Kể cả vợ con và người nhà rất là lo âu, bởi vì là nghĩ là căn bệnh này là nó sẽ chết chứ không thể sống được. Nhưng mà con có một lòng tin rất là sắc đá. Thế con là về là con định thuộc ở nhà không uống nữa, hai vợ chồng bảo thôi đi vào. Bây giờ con nghĩ bởi ngày là con vào đây. Và như con ấy, đúng chính xác là con, mà nếu giả sử con xuất viện là con xuất viện đấy trước đây 2 tháng rồi, đó con nói thật đấy. Khi đó 2 tháng thì con lên bệnh viện Hoa Hảo ở Trà Vinh, thì họ bảo là như là ok rồi. Chỉ số máu của con là có 1,5, mà bây giờ nó được im rồi mà con vẫn sợ.
con bảo thôi thì về thì cái bệnh án này mình cất đi, thì con cất con ở lại thêm. Thì đó là cách đây 2 tuần con lại đi Sài Gòn con kiểm tra thì họ bảo là ok quá rồi, thì con rất là mừng. Thì là con nói là thì trước hết là con xin cảm tạ Chúa đã ban cho cha Phêrô là một công trình khoa học để lại cho những người bệnh như chúng con này. Và khi con vào đấy thì bây giờ là được 4 tháng mà như con nhầm là cũng được quá nhiều rồi, 60-70 người xuất viện. Cho nên từ đó mình cảm thấy mình rất là tin, vì mình không mình tại sao mà họ được chữa khỏi mà mình không được chữa khỏi. Nên con rất là tin. Thì sau thì bây giờ thì nói nhiều thì con cũng không biết nói gì cả, nhưng mà con chỉ là cảm ơn Chúa đã trao cho cha Phêrô là có một cái trí óc thiên tài để nghiên cứu ra một công trình khoa học chứng minh cho thế giới là bây giờ chữa được rất nhiều người rồi. Như con đã nghe ông giám đốc nói là từ khi mà mở phòng khám bây giờ là gần 200 người rồi được xuất viện. Đó là một cái nhân chứng sống với như con đấy. Con rất là khỏe mạnh. Tuy là cái bình hiếp nghèo nhưng con rất là khỏe mạnh. Con nói thật đấy, vì chắc là Chúa bán cho con sức mạnh. Con chẳng biết đau mà con chẳng biết là mất ngủ gì cả. Con rất là cảm ơn. Sau nữa là bây giờ thì con cũng là xin chúc cho phòng khám của giám đốc Bảy Thần và luôn luôn phát triển và được các nhà hảo tâm ở trong nước cũng như nước ngoài là luôn đồng hành với lại phòng khám để cho càng ngày nó càng phát triển và chữa được thêm nhiều người bệnh nhân nữa. Thì cuối cùng thì con xin chúc cho mọi người trong phòng khám cũng như những người bệnh nhân và người nhà bệnh nhân luôn được dồi dào sức khỏe, và những người mà theo Chúa thì được ơn Chúa và mẹ Maria ban phúc, và những người mà không tin vào đạo Thiên Chúa thì đạo nào cũng là tốt cả. Mình theo Phật hay theo ai thì mình cầu xin cho đấng bề trên mình ban phúc cho mình được ơn lành và được ơn chữa lành. Và sau hết thì con cũng chẳng có gì cả, bởi vì là con được ơn chữa lành thì con cũng có một phần quà rất là nhỏ nhoi để con đóng góp cho phòng khám, để có thể là giúp đời những người con có điều kiện khó khăn hơn mình. Bây giờ con xin trao cái phần quà này cho ông giám đốc. Dạ, cảm ơn anh. Con xin cảm ơn cả. Cái này anh muốn tôi làm gì? Dạ, con thì nó cũng không có nhiều đâu, nhưng mà con trao cho ông giám đốc, ông làm cái gì cũng được, ông làm cái gì cũng được, ông làm cái gì miễn là cho có lời cho người bệnh hoặc không khám được. Xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều, mà anh về chỗ ngồi ha. Xin cho đồng hóa tay quý vị. Còn hay xin mời cô Hà đi, cô giáo Hà. Dạ, trước tiên con có xin tôi là trước tiên là con tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ và tạ ơn cha Tường và giám đốc Hình Thuật là phó giám đốc và tất cả y sĩ ở đây và các nhân viên ở đây. Còn như mấy ngày bao nhiêu ngày tháng qua con có ở đây điều trị và con bệnh của con thì nó mới bay lên đầu thôi, nhưng mà con đã xuống đây, con đã tin tưởng ở nơi cha Tường. Dù mặc dù con rất đau, con mới mổ, con rất đau, nhưng mà con cố gắng để con theo cái pháp đồ của cha Tường, mà con thấy là rất là hay. Mà khi mà con về xét nghiệm con thấy là con lành bệnh, con xin tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ và tạ ơn cha Tường và các đội y sĩ ở đây rất là chu đáo và tận tình từng theo cái pháp đồ của cháu Minh Hồ của cha, thì con xin cảm ơn và con xin chúc cho tất cả anh chị em còn lại đây, bệnh nhân và cũng như là người nuôi bệnh được mọi sự mạnh khỏe dồi dào và cháu được về với quê hương. Dạ, con xin em. Cảm ơn cô, mời cô ngồi. Còn anh chị em nào ý kiến không? Bây giờ con xin mời cô bác, anh chị em, những người đi lưu bệnh và những người đi rước sáu công chúa với lại tướng công mình về. Có ai ý kiến gì không? Nói mà ngày hôm nay là ngày vui mà Đức Mẹ Hồng Sát lên trời, trước mộ của cha. Có ai ý kiến là giơ tay lên. Mình cứ nói sao mà cảm thấy nơi này và cảm thấy làm sao mà sáu người này tự nhiên mà lành tính vậy, ngon lành vậy ta. Đó vậy, có ai xin nói gì không? Nếu như xong thì bây giờ con sẽ nói một câu gì ha, để con chẩn chính lại. Ở đây là có thầy Năm rồi, lần nào con cũng giới thiệu hết,
thì mọi người đều biết thầy Năm, để mình tóm ngắn gọn để chút mình đi còn đi khám bệnh nữa đó ha. Thì thầy Năm thầy rất là giỏi trong cái lĩnh vực bó đắp ha, và thầy sẽ sẵn lòng giúp cho chúng ta ở nơi này. Bởi vì dù sao nữa ổng là người ta nói nhân gian cho nó câu gì, nó là em vợ của tao á, tao phải làm cho nó bắt chị vô chị lại vô, đó là cái, mày là em vợ tao sao tao làm hoài vậy, đó là cái câu này nói cho vui nha. Đó là thầy Năm nó ổng anh rể mình mà đó. Còn bên đây thì các thầy các anh em đều biết hết rồi ha. Về vấn đề phó giám đốc của chúng ta mới nói được chuyện lần này chắc lần thứ hai, hồi hôm cha thường đưa cái tượng cha về thì phó giám đốc có nói mấy lần, nhưng mà mỗi một cái thời đại đi qua, mỗi một năm đi qua và mỗi một tháng đi qua, nếu chúng ta bị cổ lũ sĩ chúng ta sẽ kiện toàn trở lại. Như thế này nè cô chú anh chị em, để cô nói cái kiện toàn như thế nào. Thí dụ như bây giờ chúng ta lương y bác sĩ và nhân viên quá nhiều giống như cha Tường, thì con không đủ kinh phí để trả, thì con sẽ kiện toàn trở lại. Con xin mọi người người nào đó không không cần công việc đó lắm thì con bớt bụng để con cho những người đó tạm ngưng ha, bây giờ này mình kinh phí nó thiếu đó. Nhưng mà tạm ngưng bằng cách nào đó thì đội hình mình phải nhất định phải chạy cho ngon lành. Thay vì bây giờ một người mà làm việc 8 tiếng mà làm chừng 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, còn 3 tiếng kia thì đông người quá thì ngồi nó cũng phung phí thời gian. Mà mình cũng, nếu mình nhờ người ta rồi thì cũng phải trả ít nhiều để người ta kiếm tiền xăng, tiền ăn uống, tiền thuốc men, hút thuốc rồi đó. Rồi như vậy thì con giữ lại người nào thì con phải làm sao để cho anh chị em đội y bác sĩ của chúng ta có được chút tiền gì đó để cho trang trải trong cuộc sống. Thì còn cha Tường thì cha Tường ký cho, con nhớ không lầm là 4 giám đốc hay là 6 phó giám đốc, 4 phó giám đốc và 6 phó giám đốc. Thì đặc biệt là tồn tại lại còn trước khi cha chết là có 4 phó giám đốc. Mà 4 phó giám đốc này không hiểu cha Tường đường đi như thế nào, tại vì con là cố vấn cho cha Tường. Con là cái người giám đốc, xong rồi cái người lớn nhất của kế giám đốc là người cố vấn. Người cố vấn là có quyền nếu anh làm sai tôi khai từ anh ra, trảm trước rồi tố sau. Kể cả đứa nào mà phó giám đốc của cha Tường là tôi đuổi sạch, nếu như anh làm không đúng với lương tâm trong đội hình của cha Tường tôi sẽ đuổi trước, tạm trước rồi tấu sau. Vì lý do như thế này, cha Tường ký cho phó giám đốc là cha Tường ký trong nội bộ để mình làm việc thôi, chứ không phải là cha Tường ký rồi cha Tường chết rồi mình giành luôn. Phó giám đốc là lên làm giám đốc, cái đó là tầm bậy tầm bạ, ăn học cho cao rồi không hiểu, học tới cao đẳng rồi cẳng đau đi về nhà làm tầm bậy. Đây là mới chính thức là phó giám đốc đây, xin cho đoàn phó tay quý vị. Phó giám đốc này có giấy tờ lên tới tỉnh, huyện, xã, ấp, ra chính quyền luôn. Phó giám đốc tôi đóng mọc là có từ tỉnh dài tới xuống, và sau khi tôi đi nước nào, nước này, nước kia, phó giám đốc là thế tôi đại diện cho lực pháp và chính quyền và đội hình trong đây. Còn cha Tường ổng ký lung tung ban trong đây để đội hình giúp cho ổng là đội hình thôi. Mà khi mà ổng chết rồi tao phó giám đốc nhưng mà quên đi rằng là còn một người lớn hơn phó giám đốc là con đây, mà đâu có ai biết con làm cái gì đâu. Đó là vậy đó, thôi thì con cãi sơ chút ha. Cho nên sau này cô bác không thấy con mà thấy phó giám đốc là thấy con đó. Đó vậy đó. Có cần cái gì cứ hỏi phó giám đốc, nếu không thấy con sau đó là tới trưởng phòng, rồi tới bác sĩ, tới lương y, rồi tới anh chị em ruột trong nhà. Đó vậy ha. Mai mốt con đọc kinh rồi con kể tiếp. Còn hôm nay thì thật tình mà nói là không có ai ý kiến hết ha. Thì bây giờ nó có một người con có thể cho ý kiến một cái nữa, rồi bắt đầu mình trao bằng nha. Là đây là thầy Năm hết sức quan trọng trong cái đội ngũ của trị bệnh ung thư của chúng ta, là
đắp những cái mục di căn. Xin mời thầy nói vài tiếng. Hôm nay thì trước hết là con cảm ơn Chúa, Đức Mẹ Maria và tất cả những xe, và không quên gì của ông mẹ của cha Tường. Thì hôm nay thì nãy giờ thì sáng giờ thì coi như là ông mẹ cha Tường đã các giám đốc và phó giám đốc và đi đường nói hết bà con mình rất nghe hết rồi. Bây giờ chỉ tôi khuyên nữa thôi, là chỉ là hôm nay là được 6 anh chị ra viện thì cũng cảm ơn Chúa vì nhờ công nghệ của cha để lại mới là để cứu nhân loại. Thì coi như là nếu anh chị em nào bước chân vô đây có lòng tin, có niềm tin của cha, công nghệ của cha, cháu nhà nó già tà thảo dược và nước kiềm, chỉ có ba nhiêu đó thôi mà mình giữ không được thì mình sẽ chết. Nếu mình có lòng tin thì cũng như 6 anh chị em này có lòng tin thì ta được ra diện. Còn mình không tin, mình ở núi này trong núi nọ, ra ngoài ai nói gì thì cũng nghe, rồi là thuốc men bán tùm lum á, sữa này sữa nọ cho ăn cho uống đầy hết. Rồi mình nghe mình nói là ở bên kia cho ăn nhiều quá, sao bên đây không cho ăn, ăn vô được chết hay gì. Tôi sát cánh với cha từ ngày xưa tới giờ là mấy chục năm rồi, thì coi như là bệnh là ăn cháo và uống tà thảo dược và nước kiềm thôi, không ngoài ra miếng rau nào, củ rau nào. Còn những người đi nuôi cũng ăn có chế độ là ăn rau củ quả thôi, chứ không phải mà lan tràn như ngày nay. Thì bây giờ hai bên nếu ai muốn có tin, bước lòng niềm tin vô đây thì là cũng nhờ Chúa và nhờ ông cha, không hiểu cha để lợi thì mình cố gắng thì sẽ mình hết bệnh. Còn nếu mình không tin mình cứ bên kia vợ chim tới đâu một câu tới đó, mà bây giờ là thiếu nhiều người tìm cách để bán thuốc, bán sữa, bán đồ, đâu bán đâu có rẻ đâu, phải cho mấy đấy. Vô đây là công nghệ của cha, bước vô cha cho không rồi, mà ra ngoài á rồi nghe là những người này kia mua sữa và đồ uống, uống rồi bắt đầu nó hành lên, nó không hết bệnh rồi, coi nó công nghệ đó là không hay ho gì cho đi tìm bá chứng đi là vậy chết thôi, chứ ai mà cứu nữa. Cái người xúi mình, cái người nói với mình, nó có ai giúp mình không? Mình bước chân vô đây là phải tin vào con mẹ của cha. Bây giờ tôi cũng xin là hôm nay là cũng rất là vui mừng. Có sao cho anh chị em còn bao nhiêu người còn ở lại ráng cố gắng để mà theo bắt đầu của cha. Xin hết. Xin cảm ơn anh. Mời anh ngồi. Thầy Năm là người miền Tây, người sông nước. Có sao nói vậy người ơi? Có sao vậy? Ảnh là hết sức thẳng thắn. Bây giờ 100 năm sau anh cũng nói thẳng thắn vậy đó. Tại ông biết rõ là công nghệ của cha Tường là không nên ăn lung tung. Ăn lung tung thì nó không thể hết được. Và chuyện này mai mốt mỗi ngày con đọc kinh, con tâm sự chơi với cô bác đó, thì con sẽ nói thêm ha. Còn cái này là cha Tường cũng nói rất nhiều rồi, bây giờ mình tóm gọn lại ha. Thì giống như cái tượng này nè ha. Cái tượng này là bằng đồng đặc á, là cái nơi đúc tượng của cha Tường đó. Cái này là đồng, là đồng đồng của nó luôn, chưa sơn chưa gì hết. Nếu như đồng này mà đánh qua bóng cái là nó ra cái tượng của cha Tường đó, tại cái này là chưa đánh bóng. Nhưng mà mọi người dặn con nhiều quá thì con có đặt 50 tượng, mà cái tượng này nó hơn 900 ngàn, tại vì đồng nó gần 600 gram, nó nặng á, nó nặng dữ lắm. Mà nếu ai mà có muốn thích cha Tường thì muốn lấy cái tượng này thì từ 900 ngàn đến 1 triệu thì ai bỏ ra để lấy cái tượng, thì con sẽ dùng cái số tiền này để con kêu mấy đứa làm tượng cha đó, làm tiếp nữa cho cô bác ha. Còn cái tượng này là của con nè. Tượng này làm cho cha Tường là tặng con, bởi vì hôm nay Đức Mẹ hồng sát lên trời cho nên con đưa Đức Mẹ ra. Vì lý do là cái tượng này giống với tượng này giống nhau, nhưng mà nó đánh bóng thì nó ra cái màu này. Còn cái này đây là nguyên thủy, nặng dữ lắm ha. Rồi con cũng có đặt một số tượng 3 tấc. 3 tấc thì nó 2 triệu đó, nhưng mà mấy cô bác nước ngoài khoái lắm. Thì mỗi lần con đặt vậy đó, con đặt mấy cái tượng này nè, thật ra con chưa có bao giờ con bán. Con đang có ý định là con tặng cho những người ân nhân đó, ân nhân thôi. Còn nếu như mà ai mà thích cha Tường thì vui lòng bỏ số tiền này ra để con ghi vô sổ đàng hoàng, rồi con lấy tiền đó con kêu mấy đứa tạc tượng nó làm tiếp
Đó vậy đó ha. Chứ nó là như thế nha. Còn cái tiền này thì quá lẽ nặng, cảm ơn anh nhiều nha. Để tôi mua gạo phụ, lát nữa nó chở xuống tấn gạo ha. Lý do hôm nay mưa không chở được đó. Rồi bây giờ thì để cho nó cô bác hết sức là vui vẻ, thương sáu người này mà chưa đi khám bệnh vẫn ngồi đây. Hôm nay đó ha, chúng ta có nấu một nồi súp của nước nào không biết mà thấy nó ngon quá trời. Và chị Năm mà nấu ngon, mình phải bữa nay mình phải ăn nha. Những người đi nuôi bệnh và những người đi rước thân nhân mình về, ở lại chụp hình, chụp dạng gì cho nó lấy kỷ niệm. Rồi mang thuốc, mang đồ về nhà. Bây giờ mình mời thầy Thanh, thầy Sang, thầy Trúc gì đó ha. Rồi đọc quyết định đi. Sau đây con xin thay mặt phòng khám công bố danh sách 6 bệnh nhân đã hoàn thành phát đồ cháo nano, trà thảo dược nano của nhà nghiên cứu tinh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường tại doanh nghiệp tư nhân Cha Bé Tường Thật Quyển Yêu Thương Cho Không ngày hôm nay, ngày 15 tháng 8 2024. 1. Cô Trần Thị Thu Hà, sinh năm 1965, quê quán thành phố Hồ Chí Minh, ung thư thận, bắt đầu phát đồ ngày 4 tháng 6 2024. 2. Anh Chiêu Văn Hiếu, sinh năm 1981, quê quán tỉnh Đồng Nai, ung thư da, bắt đầu phát đồ ngày 20 tháng 6 2024. 3. Chú Nguyễn Văn Lưu, sinh năm 1967, quê quán tỉnh Tiền Giang, ung thư vòm hầu, bắt đầu phát đồ ngày 30 tháng 5 2024. 4. Chú Nguyễn Phúc Tân, sinh năm 1975, quê quán thành phố Hà Nội, ung thư lưỡi, bắt đầu phát đồ ngày 22 tháng 6 2024. 5. Chú Nguyễn Văn Hồ, sinh năm 1965, quê quán thành phố Hồ Chí Minh, ung thư gan, bắt đầu phát đồ ngày 8 tháng 4 2024. 6. Chú Lê Hoàng Niệm, sinh năm 1974, quê quán tỉnh Nghệ An, u ruột non, bắt đầu phát đồ ngày 9 tháng 4 2024. Sau đây con xin phép ban giám đốc để tiến hành trao giấy chứng nhận cho các bệnh nhân. Trước tiên con xin mời cô Trần Thị Thu Hà sẽ bước lên phía trước. Xin mời giám đốc sẽ trao giấy chứng nhận cho cô. Xin mời bộ phận hỗ trợ đem thuốc qua giùm. Chúc mừng cô ha, được lành tính. Rồi bây giờ cô nhận luôn cái tấm hình này, đó là kỷ niệm của cha Tường nha. Cô đứng ở đây, cô quay mặt ra đi ha. Rồi đó vậy. Những người này á, con có thể mời một hai người dài tới ha, để trao quà. Xin mời anh Chiêu Văn Hiếu sẽ bước lên phía trước. Xin mời phó giám đốc sẽ trao giấy chứng nhận cho anh. Xin mời chú Nguyễn Văn Lưu bước lên phía trước. Xin mời giám đốc sẽ trao giấy chứng nhận cho chú. Xin mời anh ha, chúc mừng cho anh cố gắng về mình giữ theo đúng phát đồ của cha. Thêm thời gian nữa và đây là mình kỷ niệm của cha nha. Xin mời chú Nguyễn Phúc Tân tiến lên phía trước. Xin mời thầy Năm sẽ trao giấy chứng nhận cho chú. Xin mời anh đứng lên. Xin mời chú Nguyễn Văn Hồ tiến lên phía trước. Xin mời phó giám đốc sẽ trao giấy chứng nhận cho chú. Xin mời chú đứng tiến lên chút đi, đứng đại trên trước cái hàng bông để cho chú này bắt đầu đứng. Cuối cùng xin mời chú Lê Hoàng Niệm tiến lên phía trước. Xin mời giám đốc sẽ trao giấy chứng nhận cho chú. Chúc mừng anh ha. Dạ, xin cảm ơn. Xin mời giám đốc tiến lên phía trước để trao 3 tháng thuốc cho các bệnh nhân. Xin mời đội y bác sĩ của chúng ta tiến lên đây để chúng ta chụp hình lưu niệm ha. Rồi. Cho thuốc luôn. Qua đây đi, các chú qua đây đi. Mình sẽ cho thuốc luôn. Rồi sau đó mình chụp hình lưu niệm. Còn gạo thì nó nặng lắm, lát nữa mình ra về hả lấy gạo ha. Xin mời thuốc của ai đó cho nó đúng tên ha. Xin cho đòn pháo tay quý vị, hay quá. Thuốc
thuốc hết sức là đứng sát vô chút đại đi chú, đứng đại ngang qua chỗ bông luôn. Ừ đó, chích vô đại chụp hình cho nó đẹp nha. À, mình nhận quà luôn. À, thuốc này là đặc trị của cha Tường nha. Sáng thưa chiều là 5 loại trong đó mà thuốc nguyên thủy, không có mua phân hướng gì bên ngoài hết. À, còn à, hai thầy đó đâu có bệnh đâu phải không? Quên, tại vì mình thấy không có thuốc á. Cô có thuốc chưa? Vậy hả? Hay quá, lưng y tâm này phải giao không có thiếu được nha. Thiếu là tội nghiệp. Rồi vậy đủ rồi đó. Giờ mời mấy anh chị em mình coi như người nhà ha. Sát vô chút xíu ha. Đứng xa ra, đứng chụp hình. Thưa ông bà cô bác anh chị em, giờ này chúng ta rất là cảm tạ hồng ân của Chúa ban cho chúng ta trong hơn 9 tháng qua mà chúng ta đã lành tính. Hôm nay 6 bệnh nhân nữa, là cũng như là 152, bữa nay 6 nữa là 158 ha. 158 người đã được lành tính sau khi cha Vero đã qua đời cho đến nay. Chẳng qua là chúng con đếm người, đếm không đếm thì cũng là đếm. Tại vì sao? Tại vì mỗi một người lành tính vô chúng con giữ hồ sơ, giữ từ 5 năm cho đến 10 năm. Và một người vô nhận bệnh chúng con giữ từ 3 năm cho đến 6 năm nếu như người đó không lành tính. Còn lành tính chúng con sẽ giữ hồ sơ từ 5 năm cho đến 10 năm và có tủ sắt khóa rốt lại. Đó là kỷ niệm trong đời. Có bài ca đó hay lắm. Cho nên là đội y bác sĩ của chúng ta cũng muốn là sảng khoái lên, có tinh thần lên để cứu được nhiều người bệnh lành tính, thì cái con số này nó sẽ nhân lên. Mà khi nhân lên thì tất cả mọi người đều tinh thần rất là sảng khoái và cảm thấy là cảm tạ hồng ân của Chúa ban. Nhưng mà chúng ta cũng không quên là các mạnh thường quân, các cô bác lớn tuổi, nhỏ tuổi có công và ngoài nước cũng giúp cho chúng ta cho đến được ngày hôm nay. Bởi vì tất cả mình làm cái gì cũng dùng bằng tiền, mà ông cha Tường ổng hơn phân nửa không cần tiền rồi đó. Ổng cái đầu ổng bỏ ra hơn phân nửa không cần tiền là bởi vì ông trồng thuốc rồi ổng làm nước lên thì chỉ tốn có một phần nào đó thôi. Còn nếu như chúng ta đi mua gạo nè, mua nước nè, mua thuốc nè, mướn bác sĩ đồ nữa thì chúng ta chắc phải lấy tiền, chứ tiền đâu có. Anh hả, 6 người đưa lại 6 tỷ đây, mỗi người 1 tỷ, thế thấy không? Mà thật sự là cho dù lấy 1 triệu giờ cũng không hết bệnh. Tại vì bây giờ con lấy một liều thuốc cứ một tháng lại là con quất 10 triệu. Là đơn giản rẻ nhất đó nha. Thì 3 tháng, quá trình 3 tháng là 30 triệu. Cô bác thiết nghĩ nha, 3 tháng 3 tháng là 30 triệu. Alo, 3 tháng là 30 triệu. Thì bây giờ không biết gì lý do gì đó mà cô bác tới tháng thứ 2 hết tiền, hoặc là tháng thứ 3 mà vẫn chưa hết bệnh mà hết tiền. Thì đáng lẽ cô bác phải uống thêm tháng thứ 4, thứ 5 mới hết. Mà bây giờ không biết làm sao có 10 triệu, 20 triệu đi mua nữa. Bây giờ nó quá lẻ nghèo, hết tiền hết bạc rồi. Thì cô bác thôi kệ, tới đâu hay tới đó, bỏ sụ luôn. Thì cái bệnh ung thư này đâu có hết. Cho nên chính vì vậy mà nó gây nguy hiểm tới tính mạng của mình. Cho nên nếu như cho yêu thương và cho xong thì sẽ có bằng thắng trước mắt của chúng ta. Là bởi vì 2 tháng tao không hết, tao 3 tháng, 3 tháng đâu, 4 tháng, 5 tháng luôn. Ông phải thật, ông lo chứ, ông giám đốc cũng lo là ông cho không. Cho nên cô bác an tâm, 3 tháng hết, 4 tháng chị hoài chừng nào hết thôi. Còn nếu trả tiền mình hết tiền thì sao chị được. Cho nên mình vì lý do này mà mình phải cảm ơn cha Tường và cảm ơn tất cả cô bác trong ngoài nước đã ủng hộ nơi cha Tường là nơi của chúng ta đây. Để có được chút đỉnh gì đó, chúng ta mua thức ăn cho trâu bò hay là mua rơm điện đài gì đó để cho cái duy trì chúng ta. Và con cố gắng con kiện toàn làm sao ngày mai này không còn phải trả tiền nhiều nữa, và tiếp tục trồng thuốc, và sắp tới đây sẽ có nước biển mặn sâu xi xác nữa, và có bác sĩ mới nữa. Cho thêm một đoàn pháo tay nữa rồi chúng ta đứng về đọc kinh. Thôi bây giờ con chân thành cảm ơn hết tất cả ngày hôm nay, tại ơn Chúa chúng ta, tại ơn Đức Mẹ nữa. Đức Mẹ hồng sát lên trời ngày 15 tháng 8 hôm nay. Thì bây giờ chúng ta đứng dậy chúng ta đọc một kinh sáng danh nữa ha. Rồi chúng ta ngưng.
sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Cha Phêrô cùng các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Như Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn cô chú anh chị em nha. Mình khám bệnh rồi mình cũng phải ăn nha. Bữa nay mình có nồi súp ngon dữ lắm. Nồi súp đã dữ. Cái này chắc tôi phải ngồi ăn tô cháo chung quá. Cái này đâu phải cháo, cái này súp mà phải không, hay là gì? Nhưng mà mình ăn chút vị với rau rồi á, cho nó dễ tiêu hóa bao tử ha, nó tốt. Rồi. Cái này vậy mình ăn mỗi tuần đi ha.
có một cái mấy chị đồ phụ nấu chút vậy đó. À, hay là sao đó mình cứ mỗi tuần mình thay đổi cái món nấu này món nấu kia chút vậy về mà nhớ đây quá là chừng nào lên. Ủa về hả? Ờ à, thôi thì chừng nào lên thì bắt nhớ bắt con cá bỏ dưới hồ Cha Tường thì được rồi. Được hết, ngày nào cũng được hết. Ừ, ngày mùng 2 tháng 11 mới ngày sinh nhật nha. Còn mà nếu mà sớm thì tháng 9 là hai mấy tháng 9 là lễ dỗ của mẹ cha đó. Ai là người đưa xuống ăn đây mấy mấy. À, để hỏi lại coi nha. Hỏi lại coi ngày mấy trong tháng 9 đó. Đúng ăn coi. Dạ là con nước về con xuống. À điện cho cô Năm á, hồi năm rồi là tôi từ Mỹ tôi về tôi ăn đám dỗ lần đầu tiên. Ồ vậy hả? Ăn đám dỗ thân lần đầu tiên. Muốn ăn đây con. Ăn miếng cháo hay gì á? Ủa sao mấy cô không ăn? Ồ, mấy chú bệnh mà ha. Ở trong nhà cháu Nano quá trời có đấu không? Vừa miệng ăn không? Cháu Nano trong nhà nguyên son. Được không? Được không? Ăn cháu Nano dữ lắm. Đúng rồi, bây giờ nấu đại chứ giờ không biết sao nữa, hết rau rồi hả? Hết chứ cái nhà bếp vậy thôi chứ ha. Bên kia còn kìa. Nhà bếp này mình nấu vừa đủ ăn rồi chứ mình cất nhà chứ bự. Chị ăn chưa? Ờ, nói vậy là rồi, gọn gàng. Miễn mà sao nó sạch sẽ như là nhà hàng nước ngoài vậy đó. Cho chị tô phải không? Kêu là restaurant American hay là Japan Nhật đồ đó, Nhật của Mỹ đâu vậy đó. Tô cháo. Nó sạch sẽ mới được. Trời ơi, thấy cái tô cháo thấy thèm quá ha. Cái tô cháo này ăn một chút xíu là nó đói xanh mặt, nó nano rồi nó dẫn đi hết. Còn là rau củ quả không? Ờ, bà ăn đây. Anh ta ăn chưa?